bạn có thể chặt hai cái cây cùng một lúc mặc dù chúng nằm ở khoảng cách xa nhau bằng cách sử dụng nối cần. Sau đó thì dùng kỹ năng của Ryu, chúng ta có thể đổi màu sắc lông thỏ bằng cách là sử dụng súng bắn trứng. Hãy sử dụng dòng hiệu ứng cấp đào may mắn 3. Bạn sẽ có tỷ lệ đào nhân 2 nhân 3 khoáng sản. Thay vì sử dụng tượng đá làm điểm hồi sinh, bạn có thể dùng tượng tên khổng lồ hoặc là bảng điều khiển tinh trạng hay là tượng hắc long đều có thể trở thành điểm hồi sinh cả.